안녕하세요. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là kênh YouTube giúp cho các bạn học giỏi tiếng Hàn với rất là nhiều video hữu ích. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và theo dõi bài thường xuyên các bạn nhé. Các bạn ơi, mình muốn giúp cho các bạn học tiếng Hàn và làm sao mà có thể áp dụng được vào đời sống nhanh á. Thì bây giờ thì mình đã có một cái suy nghĩ, đó là mỗi ngày mình sẽ suy nghĩ ra một cái tình huống và đưa vào trong mẫu câu. Có thể là cái mẫu câu các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nó rất là dễ, nhưng mà mỗi ngày mình sẽ đi theo một cái mạch để mà các bạn có là có cái mạch học là từ dễ cho đến khó, và mình sẽ dành thời gian cho các bạn gọi là luyện tập để các bạn mỗi khi mà học xong video của mình thì đều có thể áp dụng được vào trong đời sống của mình các bạn nhé. Mẫu câu ở đây là 여보세요. ABC 회사 기준입니다. 나, ca ở đây có nghĩa là người thứ nhất. Na có nghĩa là người thứ hai ha. Yeboseyo có nghĩa là alo các bạn nhé, alo. Các bạn nên nói đầy đủ nguyên câu là yeboseyo. Các bạn đừng nói mỗi yebo không nhé. Yebo không là chỉ dành cho vợ chồng với nhau, và nó có nghĩa là mình ơi nhé. Yeboseyo, alo. ABC 회사 기준입니다. Tôi là Kichun của công ty ABC đây. 무엇을 도와드릴까요? Tôi có thể giúp gì cho bạn? Tôi có thể giúp gì cho bạn? Các bạn có thể nghĩ rằng những mẫu câu này học trong sách cũng có rồi ha. Nhưng mà mình muốn cho các bạn làm quen với một cái cách tiếp cận cái thông tin mới, và để mong rằng là các bạn có cái thời gian để mà ghi nhớ tất cả những cái thông tin mà mình đưa ra trong video. Chứ không phải là nói cái vèo một cái xong rồi các bạn quên hết ha. Rồi, 여보세요. ABC 회사 기준입니다. 무엇을 도와드릴까요? Lát nữa chúng ta sẽ có phần luyện tập. Các bạn sẽ thay tên của mình vào tên của nhân vật và học thuộc lòng mẫu câu này các bạn nhé. Tiếp theo, câu trả lời của người đang thông thoại nào. 안녕하세요. 저는 한국 여행사 화입니다. 안녕하세요. 저는 한국 여행사 화입니다. Xin chào. Tôi là Hoa của công ty, là nhân viên của công ty du lịch Hàn Quốc ha. 이사장님과 통화할 수 있을까요? 이사장님 là gì ạ? Giám đốc Lee nha. Qua thông hoa hà tà. Chúng ta có cái ngữ pháp ở đây là danh từ này, danh từ kết hợp với lại qua thông hoa hà tà thì có nghĩa là gì ạ? Chúng ta có danh từ này kết hợp với qua hoặc là qua và thông hoa hà tà ha, đó là gọi điện thoại cho ai hoặc là thông thoại với ai ha. Rồi chúng ta có thêm đôi ngữ pháp là riêng su ita là có thể ha. Rồi chúng ta có đuôi là gì? Ư điền cayo là đuôi đề nghị ha, đề nghị. Tôi có thể gọi điện thoại hoặc là thông thoại với giám đốc Ly có được hay không? Ở đây các bạn có thể thay đổi tên của cái vị giám đốc đó nha, thay đổi tên của cái vị giám đốc đó. Rồi những yếu tố mà các bạn có thể thay thế nè, thứ nhất là tên, thứ nhất là cái tên Kitchen này các bạn có thể thay được nè, và thứ hai nữa là gì? Tên công ty này các bạn có thể thay đổi được nè, và tên này các bạn cũng có thể thay đổi được nè. Không biết con mình nó đang coi hoạt hình mà nó hết ầm ĩ lên dưới nhà, không biết các bạn có bị ảnh hưởng vào cái video này cho việc học của các bạn không nhỉ. Thứ ba đó là cái tên mà giám đốc này nè, các bạn cũng có thể thay đổi ha. Đây là câu hoàn toàn các bạn có thể áp dụng được ha, nên là mình muốn là đưa ra những cái đơn giản nhất để mà các bạn có thể áp dụng và học thuộc lòng. Chúng ta cùng học thuộc lòng nào. 여보세요. ABC 회사 기준입니다. 여보세요. ABC 회사 기준입니다. 무엇을 도와드릴까요? 무엇을 도와드릴까요? 안녕하세요. 저는 한국 여행사 화입니다. 안녕하세요. 저는 한국 여행사 화입니다.
이사장님과 통화할 수 있을까요? 이사장님과 các bạn cảm thấy nó đi một cụm như này chúng ta sẽ dừng ở đây ha. 이사장님과 đọc từ đó là ngưng. 통화할 수 있을까요? Để mà cái câu mà chúng ta nói chuyện á nó sẽ không kiểu như là cục mịch quá ha, nghe nó trôi chảy hơn. 이사장님과 통화할 수 있을까요? Ngừng đúng nhịp ha, ngừng ngừng ở làm sao đừng cho cái câu nó vừa, đừng có dài quá lên nó lê thê quá mà hoặc là câu mà các bạn ngắt nó không có hợp lý ha. Thì chúng ta sẽ để ý những điểm ngắt như vậy ha. Ví dụ như là khi mà chúng ta danh từ kết hợp với liên từ qua thì chúng ta ngừng. 이사장님과 động từ cộng với 하는 수 통화할 수 있을까요? Rồi, được chưa các bạn? Chúng ta cùng nhau luyện tập nào. Dân sức nha. Các bạn hãy cùng thay tên công ty của bạn, thay tên của các bạn vào đây. À, thứ nhất là tên của công ty, thứ hai là tên của các bạn ha. Rồi, 여보세요. 회사입니다. 무엇을 도와드릴까요? Rồi, các bạn xem câu chưa nhỉ? Rồi, 안녕하세요. 저는. Sau rồi gì? Tên công ty tiếp theo. Tên công ty của người đối thoại với các bạn tự hình dung ra được một cái tình huống để các bạn hội thoại ha. Rồi, tên tiếp theo, 입니다. Ở đây chúng ta thiếu một cái danh từ đúng không? Các bạn sẽ thay tên của cái người mà các bạn muốn cái nối máy để mà nói chuyện nhé. À, chúng ta sẽ có kết hợp với qua hoặc là khoa ha. Thì ở đây á, danh từ và cái tên của người đó mà nếu như là danh từ mà kết thúc bằng nguyên âm á, thì chúng ta sẽ đi với qua. Ví dụ như là Nam. Ví dụ như ở đây chúng ta có Nam rồi Hoa. Thì Hoa kết thúc bằng nguyên âm qua, chúng ta sẽ kết hợp với lại qua. Còn Nam á, là danh từ kết thúc với lại phụ âm thì chúng ta sẽ kết hợp với qua các bạn nhé. Ví dụ như là Nam qua thông hoa hai sư sinh cái ó Hoa qua thông hoa hai sư sinh cái ó. Các bạn hãy cố gắng học thuộc làm cái mẫu câu này, tuy là nó đơn giản nhưng mà các bạn hãy nhớ rằng chúng ta học được tiếng Hàn chúng ta áp dụng được, chỉ cần là gì khi mà tiếng Hàn nó ngấm vào các bạn rồi ạ, thì khi mà các bạn nhấc máy lên, nhấc điện thoại lên, các bạn thông thoại thì nó rất là không có bị ngượng hay là ngại ngùng để mà khi nói chuyện nữa ha. Nên là các bạn hãy cố gắng lên mỗi ngày một chút một các bạn nhé. Hôm nay video của mình chỉ đến đây thôi các bạn ạ. Hy vọng là các bạn cảm thấy thích video này và hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn nhé. Mình luôn cố gắng để luôn suy nghĩ những cái cách mà truyền tải những cái nội dung học tiếng Hàn để làm sao cho các bạn cảm thấy là hứng thú với bài học và cảm thấy là mình có thể áp dụng được ngay vào đời sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.